Số 827, kinh người cà ruộng lười biếng, thế dịch đời Tống Sa Môn Huệ giảng. Nghe như vậy một thời, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo và chúng Bồ Tát ở tại vườn trúc xứ La Dược Kỳ. Bây giờ Phật từ La Dược Kỳ đến xá về, có các Bồ Tát dẫn đường phía trước, thích phạm y phục mặt ngoài thân để trông giống như bốn đại thiên vương. Các tỳ kheo tăng đều theo sau Phật, cả trời rồng thần cúng dường ở trên cao. Rồi thành không xa có một người đang cày ruộng giống từ xa trông thấy Như Lai và đệ tử theo hầu, có tướng tốt ngay ngắn và vô cùng đẹp đẽ, oai thần cao vời, dung mạo đặc biệt tốt đẹp như trăng giữa các sao. Cái tướng tốt này được có ánh sáng màu vàng rực rỡ, làm đẹp thêm 32 tướng tốt, tất cả hiện ra thật hoàn hảo. Sa Đông thấy Thế Tôn như vậy, tâm liền vui vẻ, muốn đến ngay chỗ Phật quay đầu đảnh lễ để học hỏi giáo pháp. Phật ra đời rất khó gặp, rất lâu xuất hiện một lần, rồi tự nghĩ đất cày chưa xong, xuống giống chưa được, còn phải rảnh rỗi mới gặp được Phật. Bây giờ Phật biết người kia khởi tâm biến nhát, Thế Tôn liền cười và ánh sáng năm màu. Ánh sáng này từ miệng phát ra chiếu khắp cảnh giới mười phương, đem an ổn cho năm đường. Rồi ánh sáng đó quay lại tập hợp chỗ Phật, địa ngục được dừng nghỉ, ngạ quỷ no đủ, súc sinh nghĩ đến việc lành, loài người được cứu độ, cá trời đồng tầng đều đến nghe đạo pháp. Hiện giờ A Nan hiểu rõ bảy thời tiết ứng pháp nên cùng với mọi người đến chỗ Phật quỳ dạ chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, có nhân duyên gì? Thế Tôn cười, đã cười tất sẽ có ý nghĩa. Phật bảo A Nan, ông thấy người cày không? A Nan thưa bạch Thế Tôn, đã thấy. Phật bảo, người này từng ở cõi Phật duy về đến đây 91 kiếp làm người cày ruộng giống, cứ mỗi lần thấy Phật lại thường tự sinh lười biếng, hay để lần sau lại siêng năng rồi làm lần nữa. Người cày ruộng giống lại tạo ra tội pháp trong sinh tử, không hiểu việc cày ruộng là pháp, ông ta càng không mệt đến ruộng. Trải qua 6 đời Đức Phật, ông ta vẫn không được sự cứu độ. Hôm nay thấy ta, lòng ưa thích phát khởi tâm tốt lành, hối hận hiểu ra sự làm biếng vui chơi là gốc gây ra đủ loại tội lỗi, nên nghe có Phật từ xa đã bỏ cày và ruộng đến ngay chỗ Phật có đầu sắc chân Phật, sám hối tội lỗi, tự trách mình ngu si không biết đã tạo ra tội quá nặng, cứ mong lòng thương tưởng của Ngài giúp con thấy được cội nguồn của tội lỗi này. Con đã vì ngu dốt tối tâm để cho sự lười biếng nó dẫn dắt quá lâu, rất mong được sự cứu độ để thoát khỏi sinh tử. Phật bảo, lành thay, lành thay, ông đã có thể hiểu được sự lợi ích của pháp rồi không làm cho hao tổn, và cũng vì đó mà giờ nói kinh rõ ràng làm biếng là xấu dở, sáng suốt tiến tới mới có lợi, phải vui mừng hớn hở tạo nên sự không thoái lui. Các trời rồng thần có tới hàng ngàn vô ương số đều phát tâm đối với đạo vô thượng chánh chân, do vậy việc học đạo là phải luôn sáng suốt tấn tới, chứ để lười biếng nó làm cho lăn trong sinh tử đến vô số kiếp. Phật nói như vậy, hiện A Nan cùng các trời rồng thần Atulang Vương nghe xong đều hoan hỷ đảnh lễ Phật rồi lui ra.